Xin chào tất cả các bạn đã đến với series Q&A của Hacom. Và đây là số thứ 5 được phát sóng định kỳ vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Ôi, tưởng đã số thứ 5 rồi anh em ơi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đã trả lời được rất là nhiều các câu hỏi của anh em trong những số vừa rồi. Và hôm nay chúng mình lại tiếp tục trả lời những câu hỏi khác nhá. Và chị nghĩ là bây giờ từ 1 đến 10 thì mình có thể giới thiệu chào như thế. Nhưng mà ví dụ như chào mừng các bạn đến số 11, số 12, số 63, số 64. Chắc lúc đấy chỉ cần chào mừng các bạn đến với chào các bạn đến với chương trình Q&A rồi. Nhiều số quá thôi. Còn cái số để cho teaser ở bên dưới đi. Vâng. Ok, ngày hôm nay thì chúng mình đã tổng hợp tiếp tục vào 6 câu hỏi nữa để có thể giải đáp trong số Q&A lần này. Và chúng ta không mất thời gian nữa đến luôn với câu hỏi đầu tiên của bạn Ân Huỳnh Thiên. Với câu hỏi đó là anh cho em hỏi, bạn đi mua laptop gaming thì nên ưu tiên chọn 3060 240Hz hay là 3070 144Hz vậy ạ? Bạn này hỏi câu hỏi có khá khó đấy, tại vì bạn không đưa ra cái mẫu laptop của mình bạn ấy muốn. Đấy thì chỉ có đưa ra cấu hình với cả tần số quét màn hình thôi. Tại vì nó rất là khó trong laptop. Đơn giản là một chiếc 3060, mình đã nói ở trong một cái video tư vấn đấy, một chiếc 3060 tư vấn laptop, đúng rồi, một chiếc 3060 120W nhiều khi còn khỏe hơn cả một chiếc 3070 80W cơ. Đấy, tại vì nó còn tùy vào mức điện, lượng điện mà những chiếc cảm hình đấy được cấp vào. TDP đúng không? Ừ, TDP đấy. Và nếu mà bạn chỉ xét chung như thế thì mình cứ coi như đây là đang hai con cảm này đang có một mức điện cũng ngang ngang nhau nhá. Thì chắc là 3070 sẽ cao một chút về lượng xung và sẽ cao khoảng tầm 70% về hiệu năng chơi game. Nếu như thế thì mình vẫn khuyên bạn nên chọn chiếc 240Hz hơn. Vì 240Hz thì bạn có thể chơi bất kỳ game gì nếu mà bạn muốn nhá. Chơi những tựa game FPS này vẫn mượt mà này, mà chơi kể cả game AAA thì vẫn có thể đáp ứng được. Còn nếu mà bạn thực sự cảm thấy cần rất là cần cái hiệu năng 10%, 15% nó không quá đáng kể đâu. Vì nếu mà hiển thị trên mặt FPS thì nó chỉ là hơn mười mấy, 100 FPS thì là 110-115 FPS đấy. Thì nó không chênh lắm. Nó không đáng lắm. Thì nếu mà anh em thực sự cần cái 10 FPS đấy, mà ví dụ chẳng như là 50 FPS lên 60 FPS đấy thì ok, thì bạn hãy lấy 3070 cho mình nhá. Còn nếu mà về cái option ấy thì mình vẫn nghĩ rằng 3060 và 240Hz vẫn là một option ok hơn một chút anh em nhá. Đúng vậy. Hoặc là cũng phải tùy vào cái mức giá tiền của bạn ấy nhỉ. Ừ, đúng rồi, còn phải tùy. Nhưng mà 3070 sẽ đắt hơn một tí ạ. Có vẻ như là bạn ấy đang chọn này, tức là hai con máy này đang tầm tầm ngang tiền nhau. Kiểu một cái là thiên về GPU, một cái thiên về màn hình đúng không? Vâng, đúng rồi, một cái thiên về tần số quét màn hình. Đấy là cái lựa chọn của bạn nhá. Nếu mà xem một cái tựa game mà bạn hay chơi là tựa game mà FPS lựa chọn màn hình hay là game AAA thì sẽ cần một cái cấu hình GPU cao hơn để nó đẩy được. Ok, đấy là câu hỏi đầu tiên của bạn Ân Thiên Huỳnh. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai của bạn Nguyễn, chắc là Đạt. Nguyễn Đạt này không? Bạn ấy bảo là dùng i3 8400. Vậy năm không, 8400 là i5 mà, còn 8100 thì mới là i3 thì phải. Ok. Bạn ấy mong muốn là được tư vấn một cái màn hình để có thể mua cái màn nào gọi là ok nhất với tần giá rồi là tầm giá và tần số quét phù hợp. Thế thì cái bộ máy này nó không quá là cao. Không phải là khỏe lắm, không phải là khỏe vô cùng. Nó cũng hơi là một lâu rồi. Nó bắt đầu trở thành hàng low end của 2022 rồi đấy. Bắt đầu trở thành hàng low end rồi. Nhưng mà nó vẫn có thể chơi những tựa game như là CS:GO, Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, cái thứ kiểu ở mức FPS là trên 144 FPS. Đấy. Thì nếu mà về gọi là recommend chung chung ấy thì chị Phương nghĩ rằng bạn ấy nên chọn một cái màn hình như nào nhỉ? Nói chung với cái cấu hình này nhá, cộng thêm với cả bạn ấy cũng muốn là kiểu cân bằng nói chung là cái chi phí nó tối ưu nhất ấy, thì chắc là màn Full HD thôi, còn chơi gaming thì chúng ta thêm cái tần số quét là khoảng 144 Hz. Đó là cái mức cơ bản nhất là cho gaming của bạn. Thế luôn, đọc đến đây phát là chị nghĩ ngay đến những cái con màn mà em đã recommend rất là nhiều trong các buổi live stream của chúng ta đúng không? Và những cái con màn AOC à? 24G2. Hoặc là nếu mà anh em nào muốn 165Hz thì có thể là G24F 24GB anh em nhá. Hai cái màn đấy mình đều recommend và có review qua một chút ở trong gọi là cái video tư vấn về màn anh em ạ. Anh có thể quay lại video đấy xem. Tầm giá khoảng 5 triệu đúng không? Vâng, tầm giá đấy, hai con đấy tầm 5 triệu cũng khá là hợp lý và dễ tiếp cận cho mọi người và có thể phục vụ được nhu cầu chơi game nhá. Còn nếu mọi người có nhu cầu cao hơn về màn thì cứ qua video mà Hoàng đã giới thiệu nhá, tư vấn chọn màn. Rồi. Câu hỏi thứ ba chúng ta sẽ có đó chính là bạn Long Orin. Bạn ấy có cấu hình hiện tại là i3-12100F này với cả 2060 5 fan LED. Và bây giờ bạn nên dùng nguồn gì với nhà và nhá, tương lai thì bạn muốn nâng cấp lên i5-12400F với cả 3070Ti. Chị Phương chắc chắn là rất là am hiểu về nguồn đúng không? Mời chị Phương trả lời nào. Đọc đến câu 3070 thì chị nghĩ là khoảng cỡ 700W nó sẽ đủ. Bởi vì là giống như cái video tư vấn chọn nguồn của chúng mình thì nó sẽ là tổng cái watt công suất tiêu thụ của cả bộ máy cộng lại thì nó sẽ rơi vào khoảng 50% của cái nguồn nó sẽ tốt nhất. Thì đối với 3070 thì cái nguồn khuyến nghị và recommend thì nó sẽ bạn trong cả cái bộ máy nhá. Thì sẽ là 700. Còn nếu mà cái bộ máy của bạn
như là bây giờ đằng nào bạn ấy cũng có nhu cầu nâng cấp rồi thì mình cứ tư vấn một cái nguồn rộng rãi, thì chẳng lẽ để sau này bạn ấy nâng cấp rồi thì bạn ấy không phải mua lại nguồn nữa. Bởi vì với cái cấu hình trên thì chỉ cần dùng con khoảng 500-600 là được rồi. Đúng rồi, con hồ sơ không cũng khá là tiết kiệm điện đấy. Dùng bình thường mình chỉ có tốn khoảng tầm 100W thôi. Và nếu mà bạn mà dùng Core 3070T trong tương lai ấy, thì con đấy TDP là 290W, cộng con CPU khoảng tầm chạy 65W nữa, thì mình nghĩ rằng như là chị Phương nói 700-750 là quá tuyệt vời. Okay. Và nhớ những chọn những cái nguồn là chất lượng nhá, như là những cái mẫu, đúng rồi, những cái mẫu mà chúng mình đã recommend ở cái video tư vấn chọn nguồn anh em nhá. Những video đấy công nhận là rất là chất lượng và để giúp cho anh em có thể chọn lựa được những sản phẩm tốt trong tầm giá của anh em. Rồi đến với câu hỏi thì... bạn này tên hay hả? Bạn Fuyo có hỏi là anh ơi, cho em hỏi là em đang muốn mua một con GTX 1660 Super nên chọn của hãng EVGA, Gigabyte, ASUS hay là hãng nào? Em MSI xin cảm ơn ạ. Em biết hãng này. Hãng này là hãng của Mỹ, cả Mỹ. Có nghĩa kiểu nó không phổ biến ở nhiều ở Việt Nam đúng không? Nó không phổ biến ở Việt Nam nhưng mà cực kỳ là phổ biến ở bên nước ngoài luôn. Tại vì hệ thống bảo hành của nó cực kỳ tốt. Có thể do kiểu cách biệt về khoảng cách địa lý. Vâng, không phải, mà là tại vì là ở Việt Nam ấy là rất là ít những nhà phân phối nào có thể đáp ứng được cái yêu cầu của họ. Họ yêu cầu cao quá. Họ yêu cầu cao, họ yêu cầu cái chính sách bảo hành họ rất là cao. Đồ Mỹ mà, đúng không? Giống như kiểu xuất khẩu của Mỹ vậy cũng rất là khó đó. Thế bạn là Hoàng sẽ tư vấn cho con nào? Chị đoán, thì... chị đoán. Đoán là Asus. Asus à? Ôi, Asus ở trong cái tầm đấy thì nó cũng có những cái gạch ngon. Nhưng mà nó chỉ là ngon thôi, chứ nó không đến mức tốt như là của một chiếc, chính là chiếc EVGA SC và GTX 1660 Super. Nếu mà anh em để ý ở trong những cái con card 1660 Super mà mình có ấy, chị để ý, thì con card đấy là con card duy nhất mà có sở hữu một cái hệ thống tản nhiệt bằng lá đồng và bằng ống đồng. Còn cái mức giá của con card đấy thì cũng khá là ổn áp. Nếu mà anh em build cùng bộ máy thì chỉ có giá 4.7 triệu thôi. Nhưng nếu mua lẻ thì trên 5 triệu một chút anh em ạ. Tức là cũng tầm giá của một chiếc 660 Super bình thường bây giờ. Đấy. Và nếu mà mình recommend thì chọn chiếc 1660 Super SC đấy nhá. SC, ok. Rồi, câu hỏi số 5 đến từ bạn Cơn Bão Storm. Đó. Cơn Bão Storm luôn, ok. Bạn ấy hỏi là bạn ấy đang dùng một con SSD và bạn ấy đang sử dụng rất là bình thường nhá. Sau đó bạn ấy muốn mua thêm để nâng cấp thêm một con SSD nữa. Nhưng mà NVMe khi... luôn. Đấy, cổng NVMe luôn. Nhưng mà khi cắm vào thì nó lại không nhận. Không nhận nào. Cái này có nhiều vấn đề lắm đấy. Lại chia ra các trường hợp có đúng thể rồi, xảy ra. Chia các trường hợp. Nhưng mà nếu mà thường thì gặp nhiều nhất ấy, em gặp nhiều nhất ấy, đó chính là cái trường hợp giữa cái main và cái CPU. Tức là có một cái sự rất là dở này, đó chính là CPU đời 10 của Intel. Khi mà cắm với cả main đời 500 của Intel thì nó sẽ không nhận cái thanh PCIe trên cùng. Thanh M2 trên cùng. Đó là tính năng à? Vâng, là tính năng đấy. Tại vì đơn giản là cái thanh M2 đấy nối trực tiếp với cả controller ở trên cái CPU mà trên đời 10 không có. Khiến mà phải đời 11 cơ. Phải đời 11 đúng rồi, cứ phải đời 11 thì mới có cơ. Khiến cho cắm vào là sẽ không được. Đấy, cắm vào thì không được. Thì nếu như thế thì anh em cắm xuống những khe dưới nha cho mình nha. Còn nếu mà cùng một trường hợp nữa, đó chính là cái khe M2 của bạn hỗ trợ cả Đúng rồi, M2 có cả NVMe, cả SATA. Và khi mà anh em phải đọc cái hướng dẫn dụng nhá. Đây lý do sao mà hướng dẫn dụng rất là quan trọng. Khi mà cắm cổng SATA thứ nhất ấy thì cái cổng M2 đấy sẽ bị disable luôn, tức là tắt luôn. Anh em không thể cắm được gì vào đấy nữa, cắm gì nó cũng không nhận. Là... Nghĩa là nó đã nhận cho SATA rồi. Đúng rồi, nhận cho SATA. Tôi dùng cho SATA rồi, tôi không thích làm cái khác nữa. Thì bây giờ là cách duy nhất là anh em có thể đổi cổng SATA đấy thành cổng SATA 5-6 chẳng hạn, cái điều đấy. Và cắm cổng M2 của mình vào. Đó, đấy là cách xử lý nhá. Tôi không biết là bạn ấy đang hỏi trên laptop hay là PC nữa. Công nhận đấy cũng khó thật. Nếu bạn ấy hỏi trên laptop thì sao? Hỏi trên laptop thì chịu đấy. Thôi các bạn đem laptop ra cửa hàng mà bài. Okay. Chúng chịu. Kiểu phải đặt rõ bối cảnh. Đúng rồi, còn đấy là những cái trường hợp gọi là chúng mình cảm thấy nhiều nhất. Rồi, nếu mà PC nhá, nếu là PC nhá, còn laptop thì câu trả lời vừa rồi hoàn toàn là không sử dụng được. Rồi, đến với câu hỏi cuối cùng trong số Q&A lần này. Ôi, bạn này gặp một vấn đề giống như kiểu sinh viên mắc dịch xong rồi về quê tắt điều hòa ấy mọi người. Đó là bạn ấy đi chơi xa khoảng một tuần nhưng mà bạn ấy đang để gọi là phơ mát 3080. Ôi. Không một tuần liền, trời ơi, đau. Ôi. Tám cái con cạc cái bạn ấy chắc chạy 80 độ liên tiếp trong vòng một tuần này thì phơ mát là kiểu chạy benchmark đúng không? Gọi là để maximum nhiệt đấy. Đây là cái phần mềm mà rất nhiều người dùng để xem là nhiệt độ của cạc mình chạy bao nhiêu đấy. Xem xong lại quên tắt đi chứ lại. Ui giời ơi, thế này hỏng. Và bạn ấy hỏi là không có cái gì gọi là lăn tăn gì hết. Bạn ấy chưa thấy vấn đề gì cả, không biết là có bị ảnh hưởng bạn đấy bạn là không. Chắc chắn là có rồi. Đúng rồi, bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng sẽ đều có một cái tuổi thọ của nó nhá. Các tụ này,
các cái transistor này, các tất cả mọi thứ này, các chip này đều có tuổi thọ của nó, tất cả các loại silicon đều có tuổi thọ của nó. Và cái việc mà bạn chạy trong một tuần trong Fermat ở nhiệt độ cao như này ấy, thì tức là bạn đã đóng góp cho việc làm giảm tuổi thọ rồi. Trong thời điểm hiện tại thì nó chả có vấn đề gì hết, tất nhiên rồi, tại vì tuổi thọ của nó nhiều năm mà. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì chưa thấy vấn đề gì. Sau này nếu mà bạn so sánh với cả một chiếc cạc khác, chắc chắn là chiếc cạc của bạn sẽ tuổi thọ thấp hơn. Đấy. Cũng may là mới một tuần thôi ấy, một chứ tuần, kiểu về quê hẳn luôn đi là có khi đi luôn đấy nhở. Giống như kiểu nói chung chị thấy đồ điện tử nhá, nó bền thì nó bền thật, nhưng mà ví dụ như là mình, nhất là cái phần nhiệt độ ấy, mình mà sử dụng nó kiểu quá lâu, nghĩa là giống như kiểu quạt hay điều hòa trong thời mùa hè này mình bật gần như cả ngày ấy, nó nóng dã man luôn, và cảm giác mình cũng bị sót ấy. Nói chung là nóng quá nó sẽ bị ảnh hưởng đến khá là nhiều những cái linh kiện xung quanh ngoài con chip đấy nữa. Ngày trước em từng bị chết một con laptop bởi vì là quá nhiệt đấy. Tức là dùng laptop xong rồi chạy luôn cái ngoài cái tuổi thọ dài hạn, nó còn có tuổi thọ ngắn hạn nữa. Ví dụ con này nó chịu được ít nhất là thời điểm hiện tại là nó đang chịu được hơn một tuần và nó không có vấn đề gì. Ví dụ như bạn để một tháng có khi là con cạc này nó đi luôn. Đúng. Sau ly biệt luôn đấy. Tại vì để ở cái chỗ độ gọi là mắc pin quá. Nói chung lần sau phải lưu ý hơn, đi đâu là cứ nhớ là tắt hết thì bị đại dập cầu dao các thứ. Lại còn dập cầu dao luôn. Ok. Đúng không? Nhỡ sét đánh, nhỡ bão táp gì đấy, sợ. Rồi. Ok, chị Phương đã, sau khi nghe câu chuyện thì đã rất là hãi hùng. Và đúng hy vọng rằng là các bạn nghe câu chuyện xong thì cũng không hãi hùng như chị Phương. Và nghe xong để lưu ý cho mình, lưu lại một cái kinh nghiệm cho mình và cẩn thận hơn trong cái quá trình sử dụng những đồ điện tử. Đấy, hy vọng rằng là 6 câu hỏi vừa rồi có thể đáp ứng được. Hiện đại là 2 điện. Hiện đại 2 điện. Rồi, hy vọng là những câu trả lời của chúng mình vừa rồi có thể đáp ứng được cái nhu cầu, những cái thắc mắc của các bạn. Và nếu mà các bạn muốn hỏi thêm thì các bạn có thể đặt nó ở dưới comment các bạn nhé. Và cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại anh em tại một số tiếp theo anh em nha. Lớp sắp tới sẽ là tư vấn. Đúng. À không, tuần sau là tư vấn. Tuần sau là tư vấn. Cứ so le thôi.